Ảnh thực tế nội thất xe điện VinFast VF-E34 đây rồi. Mẫu xe điện VinFast VF-E34 sở hữu khoang nội thất xịn mịn với đầy dãy trang bị tiện nghi hiện đại, không làm người dùng thất vọng. Sau khi tung ra những hình ảnh chính thức về ngoại thất, nội thất VinFast VF-E34 ngoài đời, trực tiếp được fanpage chính thức của VinFast đăng tải. Dựa vào những hình ảnh vừa được công bố thì có thể thấy VinFast VF-E34 sở hữu khoang cabin thiết kế gọn gàng và trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Chính giữa bảng táp lô là màn hình giải trí trung tâm đặt dọc 10 inch, loại bỏ tối đa phím bấm vật lý, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, cần số dạng núm xoay, vô lăng đi cắt tích hợp nút bấm và cụm đồng hồ dạng màn hình điện tử 7 inch, ghế trước chỉnh cơ 6 hướng, điều hòa tự động một vùng, tích hợp khả năng lọc bụi, cửa gió điều hòa phía sau. Đáng chú ý, không gian để chân hàng ghế sau khá rộng rãi, tuy nhiên thiết kế ghế trước khi tựa đầu không thể điều chỉnh có thể là một điểm trừ. Lưng ghế không có ngăn chứa đồ tương tự VinFast Fadin. VinFast VF-E34 được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2021, định vị ở phân khúc là crossover hạng C với kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4.300 × 1.793 × 1.613 mm, chiều dài cơ sở là 2.611 mm, khoảng sáng gầm 180 mm và trọng lượng không tải là 1.490 kg. Mẫu SUV thuần điện VF-E34 sở hữu ngoại hình khá thon gọn, đầu xe là cụm đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ V kèm logo quen thuộc. Do không có động cơ đốt trong nên lưới tản nhiệt truyền thống đã được loại bỏ. Đèn pha và hậu đều được sử dụng công nghệ LED. VF-E34 sẽ được trang bị động cơ điện nam châm vĩnh cửu có công suất 85 kW và mô men xoắn cực đại 190 Nm. Bộ pin dung lượng là 42 kWh, có thể đi được quãng đường 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 15 phút để đi được quãng đường 180 km. Người dùng có thể tự sạc pin cho VF-E34 tại nhà hoặc tới sạc tại các trạm sạc. VinFast không bán xe kèm pin mà đưa khách hàng sử dụng dưới dạng cho thuê, chi phí mỗi tháng là 1 triệu 450.000 đồng cho quãng đường 1.400 km. Đi quá con số trên, số tiền phải chi trả thêm là 998 đồng cho 1 km. Các trang bị an toàn trên VinFast VF-E34 có thể kể đến là ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giảm áp suất lốp, hệ thống 6 túi khí, cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù, cảm biến trước sau, cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa, camera toàn cảnh và đèn pha tự động. Ngoài ra là mẫu xe điện thông minh, VinFast VF-E34 được trang bị một loạt các tính năng như là hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa, tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe, lên kế hoạch hành trình, gọi dịch vụ cứu hộ khẩn cấp, định vị và tìm đến trạm sạc, đại lý, theo dõi tình trạng sạc pin, lịch sử hoạt động của xe, cảnh báo nguy cơ mất trộm, học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng. Cuối cùng, một điều chưa từng có tại thị trường Việt Nam chính là chính sách bảo hành lên tới 10 năm đã được VinFast áp dụng cho mẫu xe điện VF-E34. VinFast VF-E34 có giá niêm yết là 690 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc sớm sẽ được mua với giá 590 triệu đồng, tặng kèm 1 năm thuê pin và hỗ trợ 100% trước bạ. Thời gian dự kiến giao xe vào tháng 11 năm nay.